Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình vật lý lớp 9. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 58, tổng kết chương 3, quang học. Đầu tiên chúng ta đi vào phần 1 là mã lý thuyết. Ở chương 3 quang học, chúng ta đã học về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về thấu kính và về ánh sáng. Đầu tiên về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, đó là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. Quan sát hình ảnh chúng ta thấy, khi đặt cây bút chì vào trong ly nước, chúng ta sẽ quan sát thấy được rằng cây bút chì sẽ bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa không khí và nước. Đó chính là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Về phần thấu kính, chúng ta đã tìm hiểu về thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo, đặc điểm của ảnh và cách dựng ảnh của hai thấu kính này. Về ứng dụng, chúng ta học về mắt, về máy ảnh và kính lúp. Về mắt, chúng ta học về cấu tạo, về sự điều tiết, về các khái niệm và sự tọa ảnh trên màn lưới và các tật của mắt. Về máy ảnh, chúng ta đã học về đặc điểm cấu tạo, sự tọa ảnh trên phim. Về kính lúp, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của ảnh. Về ánh sáng, chúng ta học về ánh sáng trắng và ánh sáng màu, sự phân tích ánh sáng trắng và các tác dụng của ánh sáng. Như vậy, về chương quang học, chúng ta đã học về khúc xạ ánh sáng. Chúng ta đã học về thấu kính, gồm có thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Chúng ta đã tìm hiểu về máy ảnh, về mắt, mắt cận và mắt lão. Về ánh sáng trắng, chúng ta đã tìm hiểu về ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 la mã bài tập. Câu 1. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chết một góc 30 độ so với mặt nước. A. Hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó là hiện tượng gì? B. Góc tối bằng bao nhiêu độ? Có khúc xạ lớn hay nhỏ hơn 60 độ? Quan sát hình ảnh chúng ta thấy được rằng khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước, tia sáng sẽ bị gãy khúc, đó là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Như vậy, khi góc hợp bởi tia tới và mặt phân cách là 30 độ, từ đó ta có được góc tới là bằng 90 độ trừ 30 độ là 60 độ. Như vậy, do tính chất của hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thì do góc tới là 60 độ nên góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn 60 độ do ánh sáng truyền từ không khí vào nước. Tiếp theo, chúng ta cùng nhắc lại một số đặc điểm giữa thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Thấu kính hội tụ đó là vật thể trong suốt có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Khi chiếu chùm tia sáng song song vào vuông góc với thấu kính, cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Về thấu kính phân kỳ, vật thể trong suốt có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Chiếu chùm tia sáng song song vào vuông góc với thấu kính, cho chùm tia ló lê rộng ra. Về các tia sáng đặc biệt qua thấu kính, tia tới qua quang tâm mô thì tia ló tiếp tục truyền thẳng. Tia tới song song thì tia ló đi qua tiêu điểm. Và khi tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló sẽ song song với trục chính. Về đặc điểm ảnh tạo bởi thấu kính, về thấu kính hội tụ, khi D bé hơn F sẽ cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Khi D lớn hơn F cho ảnh ảo ngược chiều lớn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng vật. Về thấu kính phân kỳ thì luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về đặc điểm của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu câu số 4. Hãy dựng ảnh của một vật AB qua thấu kính hội tụ hình 58.1 sách giáo khoa. Như vậy, từ B ta vẽ tia tới qua quang tâm O, cho tia ló tiếp tục truyền thẳng. Ta vẽ tia sáng thứ hai song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F. Giao điểm của hai tia ló này là B phẩy.
Từ B phẩy ta hạ chân đường vuông góc xuống trục chính, ta có được A phẩy. Như vậy ta có được ảnh A phẩy B phẩy của AB. Câu 17. Bạn Lan chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, rồi đo góc tới và góc khúc xạ, hãy chỉ ra số liệu mà Lan thu được. Như vậy dựa vào 4 đáp án chúng ta được rằng câu B là đáp án chính xác nhất, với góc tới bằng 60 độ và góc khúc xạ bằng 40 độ 30 phút. Bởi vì ánh sáng sẽ truyền từ không khí vào nước nên góc tới phải lớn hơn góc khúc xạ. Như vậy từ 4 đáp án chúng ta thấy được rằng câu B góc tới bằng 60 độ lớn hơn 40 độ 30 phút, đó là đáp án chính xác. Câu 18. Đặt một vật sáng dạng chữ L vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ song song với mặt thấu kính, cách thấu kính 30 cm, thấu kính tối thiểu cự 15 cm, ta sẽ thu được ảnh như thế nào? Quan sát đáp án chúng ta thấy được đáp án B là đáp án chính xác nhất, đó là ảnh thực cách thấu kính 30 cm. Bởi vì lúc này vật nằm ngoài khoảng tiêu cự D lớn hơn F nên sẽ cho ảnh thực. Và dựa vào thấu kính hội tụ và cách viết tam giác đồng dạng, chúng ta sẽ tìm được ảnh cách thấu kính 30 cm. Câu 20. Bác Hoàng, bác Liên, bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ vật cách mắt từ 25 cm trở ra, bác Liên nhìn rõ vật cách mắt từ 50 cm trở ra, bác Sơn nhìn rõ vật cách mắt từ 50 cm trở lại, mắt bác nào bị cận, bị lão và bình thường? Quan sát đáp án chúng ta thấy được rằng D là đáp án chính xác nhất. Bởi vì bác Hoàng nhìn rõ các vật cách mắt từ 25 cm trở ra nên bác Hoàng là mắt bình thường. Bác Liên nhìn rõ vật cách mắt từ 50 cm trở ra, có nghĩa là bác Liên không nhìn rõ các vật ở gần nên bác Liên bị mắt lão. Còn bác Sơn chỉ nhìn rõ các vật từ 50 cm trở lại, như vậy bác Sơn không nhìn rõ các vật ở xa nên mắt bác Sơn là mắt cận. Câu 21. Hãy ghép mỗi thành phần ABCD với phần tương ứng 1, 2, 4 để hoàn thành câu có nội dung đúng. Câu A. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta sẽ được ánh sáng màu đỏ. B. Vật màu xanh có khả năng tán xạ mạnh ánh sáng màu xanh. C. Ánh sáng mặt trời trừ lúc bình minh và hoàng hôn là ánh sáng trắng. D. Mọi ánh sáng đều có tác dụng nhiệt. Như vậy dựa vào câu 21 này chúng ta đã tìm hiểu về ánh sáng. Câu 23. Quan sát hình ảnh chúng ta thấy được rằng câu B tính độ cao của ảnh trên màn với OF bằng 8 cm, AB bằng 40 cm, OA bằng 120 cm. Từ đó ta tìm độ cao A phẩy B phẩy. Như vậy dựa vào tam giác đồng dạng, chúng ta dễ dàng tìm được A phẩy B phẩy là 2,86 cm. Vậy ảnh cao sẽ là 2,86 cm. Các bạn lưu ý kỹ, muốn làm được bài toán này các bạn cần phải học thuộc về tam giác đồng dạng và từ đó suy ra hệ thống tỷ lệ và có được A phẩy B phẩy. Tiếp theo câu 24. Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5m và cao 5m, tính độ cao của ảnh trên màn lưới của mắt. Coi thể thủy tinh như một thấu kính hội tụ cách màn lưới 2 cm. Chúng ta có thể quan sát hình ảnh. Như vậy vật AB cho ảnh A phẩy B phẩy nằm trên màn lưới. Đầu tiên ta đổi đơn vị 5m bằng 500 cm, 2m bằng 200 cm. Tiếp theo ta có được tam giác đồng dạng, từ đó ta tính được A phẩy B phẩy bằng 0,8 cm. Vậy độ cao của ảnh là 0,8 cm. Như vậy bài học tới đây kết thúc. Các bạn học nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương, xem lại các bài tập đã làm và làm tiếp câu 23, 25, 26 sách giáo khoa trang 152. Rất vui được gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.